Vương quốc Anh vừa viện trợ vũ khí siêu khủng cho Ukraine, đó là tên lửa tầm xa có tầm bắn hơn 250 km. Đài CNN dẫn nguồn từ các quan chức cấp cao của phương Tây cho biết, Vương quốc Anh đã cung cấp tên lửa tầm xa Storm Shadow cho Ukraine, giúp quân đội Kiev sở hữu năng lực tấn công tầm xa trong cuộc phản công sắp tới. Đây cũng là dòng tên lửa có khả năng tàng hình thuộc loại xa nhất mà Ukraine từng sở hữu. Vậy nên nó được xem là yếu tố có thể giúp Kiev thay đổi cuộc chơi. Đến thời điểm hiện tại, Mỹ và phương Tây đã viện trợ tổng cộng 200 cỗ xe tăng và 300 xe bộ binh cho Ukraine kể từ tháng 12 năm 2022 nhằm chuẩn bị tốt nhất cho cuộc tổng phản công của Kiev. Vậy nên, Tổng thống Zelensky nói rằng Ukraine đã gần như sẵn sàng mọi mặt. Lực lượng vũ trang Ukraine cần thêm một chút thời gian để chuẩn bị cho cuộc tổng phản công. Ukraine sẽ chiến thắng Nga trước cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2024. Còn về tên lửa Storm Shadow, nó là sản phẩm do Anh và Pháp phát triển từ năm 1990. Mỗi quả tên lửa có giá trị lên tới 1,4 triệu đến 2,5 triệu đô la Mỹ tùy phiên bản. Nó từng được sử dụng trong cuộc chiến tại Syria mà Mỹ, Anh và Pháp cùng tiến hành vào năm 2018. Kể từ khi Vương quốc Anh gửi hàng ngàn quả đạn pháo tới Ukraine, bao gồm đạn xuyên giáp có thành phần uranium nghèo, Tổng thống Nga Putin đã nhiều lần cảnh báo nước Anh đang đi quá xa, nói rằng hành động này sẽ làm leo thang và kéo dài xung đột vốn đã rất căng thẳng, đặc biệt nếu vũ khí mà phương Tây viện trợ được Ukraine sử dụng để tấn công các thành phố của Nga hoặc cố gắng chiếm lãnh thổ của Nga. Tuy nhiên, Vương quốc Anh không mấy quan tâm tới cảnh báo của ông Putin mà tiếp tục viện trợ 28 xe tăng Challenger 2 cùng đạn dược cho Kiev. Khi nói về tên lửa tầm xa Storm Shadow, cựu tướng chỉ huy của quân đội Mỹ ở châu Âu là ông Ben Hodges cho rằng nếu Ukraine sở hữu Storm Shadow thì hạm đội Biển Đen của Nga sẽ phải rời Sevastopol. Theo ông, đây là một trong những tiền đề để Ukraine có thể giành lại Crimea từ Nga. Bởi Tổng thống Zelensky và các nhà lãnh đạo Ukraine không muốn đánh mất lòng tin của phương Tây bằng cách sử dụng tên lửa tầm xa vượt quá giới hạn đã thỏa thuận như tấn công vào lãnh thổ Liên bang Nga. Sao ông Trump từ chối gọi Tổng thống Putin là tội phạm chiến tranh? Trong buổi phỏng vấn với đài CNN hôm 10 tháng 5 theo giờ Mỹ, cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump đã tránh gọi Tổng thống Nga Putin là tội phạm chiến tranh. Cụ thể, khi phóng viên Kellan Collin, người dẫn chương trình của CNN hỏi, ngài có cho rằng ông Putin là tội phạm chiến tranh hay không? Ông ấy phải chịu trách nhiệm về cái chết của hàng nghìn đàn ông và phụ nữ Ukraine. Chà, tôi nghĩ đó là điều không nên thảo luận vào lúc này, nó nên được thảo luận về sau. Nếu quý vị nói rằng ông ấy là tội phạm chiến tranh thì nó sẽ khó khăn hơn rất nhiều để đạt được một thỏa thuận nhằm ngăn chặn cuộc chiến này. Bởi vì nếu ông ấy trở thành tội phạm chiến tranh thì mọi người sẽ bắt ông ấy và xử ông ấy, và do đó ông ấy sẽ chiến đấu ác liệt hơn nhiều so với việc chiến đấu trong những hoàn cảnh khác. Đây là điều sẽ được thảo luận vào một ngày nào đó sau này. Tổng thống Putin lần đầu tiên nói về vụ tấn công điện Kremlin. Trong cuộc họp kín với tổng biên tập các cơ quan truyền thông lớn của Nga, Tổng thống Putin đã lần đầu tiên nói về cuộc tấn công điện Kremlin bằng UAV với thái độ rất thản nhiên. Chẳng có gì đặc biệt cả. Mẫu máy bay không người lái UAV tấn công điện Kremlin là thiết bị tự chế, được làm từ một số vật liệu hiện đại và được buộc dây, nhưng chỉ chứa khoảng 400 gram thuốc nổ TNT. Tổng thống Putin nói thêm rằng các UAV tự chế như vậy từng bay vào căn cứ không quân của Nga ở Syria và ông không lạ gì chúng. Tuy nhiên, Nga đã phải tăng cường an ninh ở Moscow, giảm bớt quy mô của lễ duyệt binh ngày chiến thắng 9 tháng 5 vừa qua. Ngoài ra, lực lượng an ninh Nga đã lập 4 chốt kiểm tra từ khu vực nhà ga, tàu điện ngầm cho tới quảng trường đỏ để đảm bảo an ninh cho lễ duyệt binh. Nga cáo buộc NATO trực tiếp tham chiến tại Ukraine. Phát ngôn viên Điện Kremlin cho rằng tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO ban đầu trở thành bên gián tiếp, sau đó đã là bên trực tiếp tham gia vào cuộc xung đột vũ trang ở Ukraine. NATO hiện là một bên tham gia trực tiếp trong cuộc xung đột ở Ukraine. Chúng ta cũng biết về nguồn cung cấp lớn vũ khí, đạn dược, trang thiết bị quân sự và tài chính cho Ukraine là từ đâu. Ngoài ra, Nga trước đó đã gửi công hàm cảnh báo tới các nước NATO vì cung cấp vũ khí cho Ukraine. Chiến thuật thông minh đánh bại UAV cảm tử của Nga. Hệ thống phòng không linh hoạt và thích ứng của Ukraine đã buộc Nga phải thay đổi chiến thuật tấn công bằng UAV. Thay vì phóng một vài máy bay không người lái UAV cảm tử Shahed-136 do Iran sản xuất, Nga đang triển khai các đợt tấn công với số lượng nhiều UAV cùng lúc, cũng như định tuyến cẩn thận để tránh các tuyến phòng thủ của Ukraine.
Theo chuyên gia Justin Brown tại Viện Nghiên cứu Rusi của Anh, Nga hiện có thể phóng từ 30 đến 40 chiếc UAV cùng lúc trong một đợt tấn công. Vào cuối mùa hè năm 2022, Nga bắt đầu tấn công cơ sở hạ tầng của Ukraine và áp đảo hệ thống phòng không của Ukraine bằng cách phóng hàng loạt UAV Shahed giá rẻ. Việc tấn công bằng UAV Shahed trong nhiều tháng đã làm cạn kiệt kho dự trữ tên lửa phòng không và đạn pháo của Ukraine. Đáp trả, Ukraine đã thành lập các đội phòng không cơ động được trang bị nhiều loại vũ khí tầm ngắn như pháo phòng không tự hành Shinka từ thời Liên Xô cũ hay Gepard của Đức, tên lửa vác vai Stinger của Mỹ và súng máy hạng nặng DSHK của Liên Xô cũ. Theo chuyên gia Brown, chiến thuật của Ukraine đã chứng minh tính hiệu quả. Bên cạnh đó, Ukraine còn huy động người dân tham gia cuộc chiến chống UAV. Cụ thể, Ukraine đã sử dụng một số ứng dụng giúp dân thường có thể nhanh chóng báo cáo về việc nhìn thấy UAV, tên lửa và máy bay của Nga.